em thằng Nga nha. Dạ chú cười. Ủa mà em đang đi đâu vậy? Em đi trả thù Trung Đen. Là đi đâu vậy em? Trả cái lồng đèn trung thu á. Ủa thôi đừng có lấy của người ta, kỳ lắm. Anh sẽ chỉ cho em chơi cái này còn vui hơn nữa. Chơi gì vậy? Đó là chơi lô tô. Cách dò lô tô đơn giản nhất, trên tờ lá vé có 60 con số tương ứng với 60 trái banh trong lòng cầu. Khi chúng em kêu ra con số nào đó, quý vị khán giả nhớ dùng tâm chọt vô con số đó. Khi đủ 4 số trên một hàng ngang là chúng ta đoạt giải. Sau đó hãy giơ tay và chạy thật nhanh về sân khấu để nhận quà nha. There are 60 numbers on your ticket corresponding with the 60 number balls in the rolling cage. Our beautiful performers will take turn to draw the numbers and announce them with a song or limerick. Mark the number they announce on your ticket. If you have four numbers on the same row on your ticket, you are the winner. Quickly raise your hand and run up to the stage to receive your prize. Good luck and enjoy the show. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dò số. Sao mẹ nói con quỷ? Lại chưa biết cái từ dò số đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dò số.